Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark Info. Như các bạn còn nhớ thì trong phần trước của loạt video này, Mark Channel đã cùng các bạn có được một chút khái niệm về phương thức vận hành của RAM trên thiết bị máy tính nói chung và trên hai thiết bị Android lẫn iOS nói riêng. Và trong thử nghiệm thì có thể thấy cả hai hệ điều hành này đều muốn RAM ngang ngửa nhau trong lần khởi động đầu tiên. Vậy thì trong phần 2 và cũng là phần cuối của loạt video này, chúng ta hãy cùng nhau tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: khi đã cùng nối một lượng bộ nhớ ban đầu lớn như vậy thì đâu là điểm khác biệt trong cách quản lý bộ nhớ RAM trên iOS và Android? Chìa khóa ở đây là thói quen sử dụng của người dùng. Ví dụ bạn đang sử dụng Gmail nhưng sau đó thoát ra ngoài màn hình chủ và chơi bài một chút trên trò chơi Solitaire một thời gian ngắn và sau đó quay lại Gmail. Tức lúc này bạn đang kỳ vọng ứng dụng Gmail sẽ tiếp tục vận hành như thời điểm trước khi bạn thoát ra màn hình chủ. Ví dụ như đang soạn email dở dang chẳng hạn. Sau đó bạn tiếp tục thoát ra màn hình chủ một lần nữa và chơi Cross Zero. Sau đó quay lại trò chơi Solitaire với kỳ vọng nó sẽ tiếp tục ván bài còn dang dở. Tuy nhiên thay vì quay lại ngay lập tức trò chơi Solitaire, bạn chờ đến cả tuần lễ mới mở lại nó. Dĩ nhiên là không tính đến trường hợp bạn đóng cửa bước nó. Do đó thì câu hỏi đặt ra ở đây là khoảng thời gian chênh lệch nhau giữa khi mở hai ứng dụng này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mức độ ưu tiên của RAM? Trò chơi Solitaire sẽ tiếp tục với ván bài đang dở của bạn hay nó sẽ phải lốt lại từ đầu? Tiếp tục quay trở lại với bảng kết quả thử nghiệm mức độ tiêu tốn RAM trong lần đầu mở với 7 loại ứng dụng của Mark Channel thì có thể thấy nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Microsoft Word, sau đó bắt đầu thoát ra màn hình chủ, khởi động Cross Zero rồi lại quay trở lại Word, rồi lại thoát ra màn hình chủ và khởi động Tempo Run 2 thì tổng số bộ nhớ RAM cần có để ba ứng dụng này có thể chạy cùng lúc là ít nhất từ 750MB bộ nhớ RAM có sẵn, và đây cũng là giới hạn trên cả hai chiếc iPhone 7 và LG Nexus 5X. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng một ứng dụng thứ 4, thứ 5 và thứ 6 với cách làm như vậy? Liệu rằng điện thoại có bị quá tải và tắt nguồn hay không? Có thể bạn chưa biết, trên các hệ thống máy tính để bàn hoặc máy chủ truyền thống thì hệ điều hành sẽ bắt đầu sử dụng bộ nhớ trên ổ đĩa cứng như một vùng bộ nhớ tạm thời để chứa các ứng dụng nền trong trường hợp bộ nhớ RAM sắp bị sử dụng hết. Dĩ nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ truy xuất dữ liệu trong phiên làm việc trở lại tiếp theo, và cứ thế vị trí của các ứng dụng trong bộ nhớ sẽ được luân phiên đổi chỗ cho nhau, lúc trên RAM, lúc trên đĩa cứng để đảm bảo khả năng làm việc liền mạch. Nhưng trên điện thoại thông minh, nguyên lý hoạt động này không được sử dụng vì tốc độ ghi của bộ nhớ flash trên thiết bị thường khá chậm, kể cả chuẩn bộ nhớ UFS mới nhất. Cùng với đó là việc thiếu an toàn về độ bền của linh kiện khi buộc bộ nhớ flash phải đọc ghi liên tục quá nhiều như vậy, có thể dẫn đến việc chết bộ nhớ và hỏng thiết bị. Do đó iOS và Android đã được thiết kế với một cách làm việc hoàn toàn khác. Cụ thể, thay vì lưu trên đĩa cứng thì Android sẽ nén và lưu trực tiếp các dữ liệu ứng dụng này lên RAM, cụ thể là phần bộ nhớ RAM có sẵn. Và kỹ thuật này cũng đã được sử dụng tương tự trên hệ điều hành Mac OS X 10.9 Maverick. Tuy nhiên thì một vấn đề đặt ra là mỗi ứng dụng đều tiêu tốn một lượng bộ nhớ khác nhau, do đó dung lượng bộ nhớ thực thi của từng ứng dụng sẽ chỉ có một tỷ lệ khác nhau và không bao giờ cố định. Ví dụ như nếu bạn đang soạn một email đơn giản trong Gmail thì dung lượng bộ nhớ nén của nó trong RAM sẽ khác hoàn toàn khi bạn soạn thảo một file Word dài cả chục trang, đồng nghĩa với dung lượng RAM có sẵn còn lại cũng sẽ khác nhau. Một khi quá nhiều ứng dụng chạy nền, tức là bộ nhớ RAM có sẵn sẽ trở nên không còn đủ chỗ cho tất cả. Đến lúc này, hệ điều hành sẽ sử dụng một số thuật toán thông minh để xác định ứng dụng nền quan trọng cần giữ lại, đóng băng một số ứng dụng đang xử lý đang dở. Ví dụ như bạn đang đua xe Alphard 8 và bất chợt thoát ra màn hình khi quay lại thì bạn sẽ thấy màn hình pause và đóng cưỡng bức các ứng dụng được cho là đã xử lý xong hoặc đơn giản là đã lâu không được bật trở lại. Việc mở lại ứng dụng được mở gần nhất cũng là một quá trình khá tốn thời gian và yêu cầu không có sự can thiệp trực tiếp của người dùng trước đó trong Task Manager. Về hệ điều hành Android cần xem xét thông tin về trạng thái của ứng dụng này, sau đó tải lại các dữ liệu đã lưu sẵn trong bộ nhớ cây từ phiên bản làm việc trước đó. Tuy nhiên, nếu bạn đã đóng cưỡng bức nó thì đồng nghĩa với việc dữ liệu nền của ứng dụng trong phiên làm việc trước sẽ bị xóa sạch. Ví dụ điển hình cho việc này là khi bạn mở một trang web, nếu bạn đã tắt hoàn toàn ứng dụng khi mở lại, trình duyệt web sẽ tải lại trang web đó từ đầu, do thiết lập mặc định của trình duyệt web trên điện thoại là tiếp tục mở lại trang web cũ, chứ không còn ở vị trí văn bản mà bạn đã đọc trước đó nữa. Nguyên lý vận hành này đã thể hiện đúng trên chiếc LG Nexus 5X được thử nghiệm, tức là khi bạn chuyển đổi liên tục qua hai trò chơi Cross Zero và Subway Surfer thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một khi bạn đã bắt đầu trò chơi thứ ba, Meet Temple Run 2, thì một trong hai trò chơi cũ sẽ bị đóng cưỡng bức hoàn toàn, tức khi bạn mở lại nó sẽ lốt lại từ đầu chứ không tiếp tục các trò chơi nữa.
Nguyên lý vận hành này đã thể hiện đúng trên chiếc LG Nexus 5X được thử nghiệm, tức là khi bạn chuyển đổi liên tục qua hai trò chơi Cross Zero và Subway Surfer thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một khi bạn bắt đầu trò chơi thứ ba như Temple Run 2 thì một trong hai trò chơi cũ sẽ bị đóng cưỡng bức hoàn toàn, tức khi bạn mở lại thì nó sẽ load lại từ đầu chứ không tiếp tục chơi được nữa. Ở trên hệ điều hành iOS thì có thể thấy bản thân sản phẩm của Apple cũng sử dụng kỹ thuật giám sát tương tự như trên Android, tức cũng theo dõi tình trạng bộ nhớ của thiết bị đã tiêu diệt các ứng dụng nền không cần thiết để giải phóng bộ nhớ RAM có sẵn. Tuy nhiên, iOS dường như có một số thủ thuật riêng bởi tần suất tự động tắt các tiến trình nền trên hệ điều hành này ít hơn hẳn so với Android. Thay vào đó, theo quan sát thì có vẻ như iOS có một cách để giảm bộ nhớ trên RAM của ứng dụng chứ không thực sự giết chết các tiến trình đó. Ví dụ trong lần khởi động đầu tiên, trò chơi Cross Zero trên iOS chiếm tới 308MB trên RAM, nhưng một điều rất đáng ngạc nhiên là khi di chuyển tác vụ này xuống thực thi nền thì dung lượng RAM tiêu tốn cũng ít đi rất nhiều, chỉ còn dưới 10MB, và khi bật lại trò chơi bạn vẫn có thể tiếp tục ván đấu của mình mà không bị lốt lại. Dù rằng giờ khi bạn bật lại ứng dụng thì dung lượng bộ nhớ RAM tiêu tốn lập tức tăng vọt lên từ 100MB đến hơn 200MB, nhưng điều thú vị là nó không bao giờ còn chạm ngưỡng 308MB như lần đầu khởi động đầu tiên nữa. Điều này cũng tương tự khi bạn thực hiện khởi động 3 trò chơi nhưng vẫn có thể luân chuyển mượt mà giữa chúng, chứ không bị tắt hoàn toàn bởi một ứng dụng như trên thiết bị Android. Thực sự thì cho đến hiện tại chưa ai biết cách làm này của Apple bởi công ty không công bố nhiều về cách thức vận hành của iOS. Liệu rằng nó có sử dụng phương pháp nén dữ liệu lên RAM như là macOS hay nó có một phần vùng riêng chuyên ghi sẵn những dữ liệu ứng dụng trong lần mở đầu tiên nhưng mang ứng dụng rồi lưu vĩnh viễn nó và nạp lại khi cần thiết. Đó chỉ là những dự đoán mơ hồ của Marcello. Và dĩ nhiên, mình không phải là fanboy nhưng mình thực sự ấn tượng bởi cách iOS xử lý những tình huống mà bộ nhớ RAM có sẵn còn rất thấp. Vậy thì giữa hai hệ điều hành Android hay iOS, hệ điều hành nào thực sự tốn RAM hơn? Như bạn thấy được qua phép thử ở trên thì câu trả lời rõ ràng là cả hai đều tốn RAM ngang ngửa nhau. Thậm chí iOS còn muốn RAM hơn cả Android trong một số ứng dụng cụ thể, như trò chơi Temple Run 2 chẳng hạn. Nhưng một vấn đề ở đây là iOS rõ ràng đã được thiết kế một chương trình quản lý bộ nhớ RAM hiệu quả hơn trong việc thực thi đa tác vụ, tức là phục vụ cho việc luân chuyển ứng dụng tốt hơn so với Android. Điều này có được là do các tiến trình nền trên iOS chiếm ít bộ nhớ hơn hẳn so với Android. Tuy nhiên, đây chỉ là khi xét đến bạn sử dụng một chiếc điện thoại iPhone, bởi trên các máy tính bảng iPad, việc so sánh hoạt động đa nhiệm với Android lại trở nên không có nhiều lợi thế cho iOS, nhất là khi bạn đang sử dụng thiết bị theo kiểu split screen, tức là để hai cửa sổ ứng dụng chạy cùng lúc trên màn hình, thì lúc này những chiếc điện thoại Android có nhiều bộ nhớ RAM hơn lại trở nên có lợi thế hơn. Tuy nhiên, xét cho cùng thì trong tương lai, thiết nghĩ Google nên tối ưu ứng dụng chạy nền trên điện thoại Android như iOS để có thể giúp người dùng không còn gặp phải tình trạng lốt lại ứng dụng liên tục như hiện tại nữa.